Thưa quý vị, hội kiến với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit vào chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào góp phần thúc đẩy quan hệ đoàn kết vĩ đại Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, mang lại sự phồn vinh cho nhân dân mỗi nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit sang thăm cấp nhà nước Việt Nam, mang theo tình cảm đồng chí, anh em thắm thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thonglun Sisulit chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam anh em đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế, bày tỏ tin tưởng dưới sự điều hành hiệu quả của chính phủ, Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra. Trước những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit đã gửi lời thăm hỏi chân thành đến nhân dân Việt Nam anh em, nhất là những địa phương và người dân bị ảnh hưởng trong đợt thiên tai này. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm kích trước việc Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã chia sẻ thăm hỏi nhân dân Việt Nam trước hậu quả của cơn bão số 3 vừa qua, thể hiện tình cảm đồng chí anh em gắn bó truyền thống, tương thân tương ái giữa hai dân tộc. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thonglun Sisulit bày tỏ vui mừng về quan hệ hai nước không ngừng được củng cố, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Quan hệ chính trị tiếp tục gắn bó tin cậy, hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh tiếp tục là những trụ cột quan trọng, quan hệ kinh tế thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, văn hóa khoa học công nghệ, hợp tác giữa các địa phương hai nước liên tục phát triển. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cao về phương hướng hợp tác trong thời gian tới trên các lĩnh vực, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai các thỏa thuận cấp cao, kết quả kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào, kết quả chuyến thăm cấp nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng như các chương trình hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, địa phương hai nước, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, phát huy hợp tác quốc phòng an ninh với vai trò là những trụ cột hợp tác quan trọng, thúc đẩy hiệu quả hợp tác kinh tế thương mại, tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh tại mỗi nước, tiếp tục hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đồng thời hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả, tăng cường hơn nữa kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Lào và giữa ba nền kinh tế Việt Nam-Lào-Campuchia, nhất là kết nối thể chế, tài chính, hạ tầng giao thông vận tải, năng lượng, viễn thông và du lịch. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tập trung tháo gỡ vướng mắc trong việc triển khai các dự án quan trọng, tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch, ngân hàng, lao động và giao lưu nhân dân. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, hai bên nhất trí tiếp tục thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, thông tin, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế tiểu vùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam tiếp tục phối hợp và ủng hộ Lào tối đa trong khả năng để Lào đảm nhiệm thành công các trọng trách quốc tế trong năm 2024, trong đó có vai trò Chủ tịch ASEAN.